Rồi, chào anh em nhé. Hôm nay mình đo kích thước vòng bi, mã của nó là 43 222 02 507 nhé. Này, vòng bi này của cái trục thứ cấp I10 đúng không anh nhỉ? Ok nha, đây này. Dày của nó là 1.5 nhé, 1.5 này. Bên ngoài của nó là bao nhiêu đây? Vòng ngoài của nó là 5.2. Đây, vòng ngoài của nó là 5.2 anh em nhé. Vòng trong của nó đây, trong của nó là 2 nhé, 2.0 nha anh em. Đấy. Anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo cho anh Bình nhé. Xin chào anh em.